Trong chuyến đi đến Việt Nam để dự APEC Đà Nẵng 2017, công tác đảm bảo an ninh cho Tổng thống Donald Trump luôn được đặt lên hàng đầu. Nhiệm vụ nặng nề này thuộc về đội mật vụ đi theo ông như hình với bóng. Hiện không rõ sẽ có bao nhiêu mật vụ tháp tùng đoàn Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm Việt Nam lần này. Tuy nhiên, theo thông lệ của nước Mỹ, hàng nghìn người được điều động mỗi lần Tổng thống di chuyển. Dưới thời ông Trump, mật vụ phải bảo vệ 42 người, bao gồm 18 thành viên trong gia đình ông. Thông thường, mật vụ bảo vệ Tổng thống Mỹ thường đến trước địa điểm 3 tháng để khảo sát địa điểm cũng như thăm dò và kết nối an ninh địa phương. Tất cả mật vụ Mỹ đều thành thạo các kỹ năng sơ cứu cơ bản và được huấn luyện để giữ bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nguy hiểm, nhằm trợ giúp nhiều người nhất có thể trước khi xe cứu thương tới hiện trường. Mọi tuyến đường mà Tổng thống Mỹ đi qua đều được tính toán kỹ lưỡng nhằm đảm bảo bệnh viện không nằm cách quá 10 phút lái xe. Một số mật vụ Mỹ luôn mang theo bên mình túi máu chứa nhóm máu của Tổng thống để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Họ luôn sẵn sàng sử dụng các kỹ năng y tế và truyền máu nếu cần thiết. Nhân viên mật vụ Mỹ thường xuyên xuất hiện lạnh lùng, giấu ánh mắt dưới chiếc kính đen. Song ở ngoài đời thực, họ thường ít khi sử dụng kính đen trong lúc làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo tầm nhìn luôn rõ ràng, tránh bỏ sót những chi tiết quan trọng. Các nhân viên mật vụ kiểm tra tất cả những bức thư, kể cả email lẫn thư tay gửi cho Tổng thống Mỹ nhằm ngăn ngừa mọi mối đe dọa tiềm tàng. Họ cũng có một cơ sở dữ liệu chứa thông tin về hàng nghìn loại mật khác nhau để giúp công việc kiểm tra trở nên dễ dàng hơn. Thông thường, những mật vụ Mỹ mới vào thường chưa được giao nhiệm vụ bảo vệ Tổng thống. Họ phải mất ít nhất 3 năm ngồi bàn giấy trước khi giao nhiệm vụ quan trọng bảo vệ cho Tổng thống Mỹ từ 4 đến 7 năm. Trước bất kỳ sự kiện quan trọng nào, các nhân viên mật vụ cũng sẽ hình dung và diễn tập phản ứng với mọi kịch bản tấn công. Họ sử dụng một loại đạn đặc biệt dành riêng cho huấn luyện. Cứ mỗi 8 tuần, các đặc vụ lại tham gia một khóa học nâng cao kỹ năng. Trước khi đáp chuyến bay xuống sân bay Đà Nẵng, các nhân viên của cơ quan mật vụ Mỹ có nhiệm vụ quan sát và kiểm tra trước đó nhiều giờ liền. Họ mang theo hai ba lô nhỏ, sử dụng ống nhòm để quan sát toàn bộ khu vực sân bay. Mới đây, nhiều người đã nhận ra điểm đáng ngờ của một trong những mật vụ Mỹ đóng vai trò vệ sĩ cho ông Trump trong các cuộc diễu hành. Cụ thể, mật vụ mặc bộ đồ đen, cà vạt đỏ, giữ nguyên hai bàn tay khi dạo bước trên đường phố sau ông Trump. Trong nhiều bức ảnh video quay lại lễ diễu hành, vị trí hai bàn tay của mật vụ này vẫn không hề thay đổi, dù chỉ vài cm. Một số người tin rằng bàn tay của mật vụ bảo vệ Trump giữ nguyên vị trí không phải vì anh ta tập trung làm nhiệm vụ, mà đây chỉ là tay giả. Bàn tay thật giấu trong lớp áo khoác màu đen, nhiều khả năng cầm sẵn khẩu súng tự động. Các chuyên gia quân sự cũng đồng tình với quan điểm sau khi xem những bức hình. Sau khi xem lại hình ảnh và video, các chuyên gia quân sự khẳng định bàn tay của mật vụ Mỹ giữ nguyên vị trí trong nhiều giờ. Có thể đó là bàn tay ẩn chứa súng tiểu liên FNB-90, một trong những loại súng hữu hiệu nhất được nhiều cơ quan quân sự đặc biệt trên thế giới sử dụng. B-90 có ưu điểm, mang được băng đạn lớn lên đến 50 viên, đạn 5,7 x 28mm, dành riêng cho loại súng này để có thể tăng khả năng xuyên thủng qua áo giáp hơn đạn của súng thông thường. Hầu hết các chi tiết của khẩu súng được làm bằng nhựa chịu lực, giúp người cầm cảm thấy thoải mái hơn. Đến nay, mới chỉ có một đặc vụ thiệt mạng khi làm nhiệm vụ là Leslie Coffield. Ông hy sinh vào ngày 1 tháng 11, 1950, trong lúc bảo vệ Tổng thống Harry Truman. Nếu một đặc vụ hy sinh mạng sống cho Tổng thống Mỹ, họ làm điều đó hoàn toàn tự nguyện.